Hello, mình Trung Chí Hai Sơn Mắt xin chào tất cả các bạn nhé. Hãy một ngày mới các bạn ơi. Mình chúc tất cả mọi người ai cũng đều mạnh khỏe nha. Chúc anh em săn ong ngày hôm nay đạt nhiều mật ong nha các bạn ơi. Hôm nay mình lại tiếp tục mình đi săn ong nữa các bạn. Trời hôm nay hai anh em mình đi săn ong, trời hôm nay khá là xấu các bạn ơi. Mù mù không à. Không biết là tình hình thế này thế nào nữa. Đây, trời mù các bạn ơi, trời không có nắng được. Mà mình đi mới ở nhà đi vào rừng các bạn ơi, cũng đụng được một bầy ong. Bầy ong này ăn bông khá là mạnh các bạn. Mình cũng dự đoán là nó nằm sẽ nằm ở khu vực này, nhưng mà mình sợ nó lên rừng già đây. Nó lên rừng già chắc anh em mình thua luôn. Bầy này xuống rất chia đông các bạn ơi. Bầy ong đen nữa các bạn, ăn bông vàng hết đây luôn này. Mình quay cho các bạn xem này. Mình nhìn thấy bầy này ăn bông là khủng khiếp các bạn ơi. Mình đang đứng ở đây mình theo dõi nó ăn bông. Ong đen đấy các bạn. Dòng ong này thấy tổ nó bự các bạn ơi. Dòng này nó làm mật mạnh lắm. Thì nó ăn bạc đạt ngàn cái rừng hoa cúc đấy nha các bạn. Một ngày nó ăn quá trời quá đất luôn. Tổ nó thì mình cũng đoán là tầm một cây số đổ lại các bạn ơi. Trong phạm vi một cái số đổ lại thì nghĩ là nó không ở xa lắm đâu. Giờ bên mình bắt đầu mình theo dõi xem nó ăn nó bay hướng nào nhé các bạn. Các bạn cùng mình tìm kiếm tổ ong ấy nhé. Hy vọng là nó đừng có lên rừng già các bạn ơi. Lên rừng già chua lắm. Lên rừng già thì bắt nó hơi căng thẳng á. Rồi, bắt đầu mình theo dõi là bầy ong ăn bông các bạn ơi. Đấy các bạn ơi, anh em mình theo chân ong lấy phấn đã thấy tổ nhá các bạn. Nằm trên cái xà cừ các bạn ơi. Trên kia, đó, em xì các bạn ơi. Bây giờ tổ này vẫn còn non các bạn ơi. Nhưng mà đây thì luồng ong của anh em chân ong đông quá. Chắc anh em mình cũng hốt xác luôn đây. Chứ để ra sợ không được ăn các bạn ơi. Giờ anh em mình làm đuốc lên các bạn ơi. Đây là nguyên một hàng xà cừ này. Lấy phấn hoa nó bay về đây các bạn ơi. Hàng xà cừ này ở ngay chân núi nhé các bạn. Rồi thì ong đen nằm trên cây xà cừ đây các bạn ơi. Quẳng dây lên được không ta? Quẳng dây đi lên được không ta? Đây lên được, lên không này này. Rồi, bạn ơi, anh em mình tiến hành làm đuốc nhá. Đây các bạn ơi, mình đã lên lưng chừng cây rồi chứ. Mình nới đuốc lên. Trời ơi, nó ngạp luôn rồi chứ. Khói ngập trời các bạn ơi. Khói cho nó chắc ăn. Trời đã muốn mưa đó các bạn ạ. Ôi giời ơi, tổ ong còn khá là xa các bạn ơi. Cái khói khiếp ạ. Đứng gió à. Có gì không? Có vậy. Giờ non nữa. Có bánh nhưng mà.
Trời ơi là khói. Trời muốn mưa đâu các bạn ạ. Bữa nào bắt ong mật là cũng bị trời nó mù luôn. Hả? Khói kiếp ạ. Được nửa lít không? Được. Trời mưa rồi. Rồi, tranh thủ bắt được xuống các bạn ơi. Trời ơi, sắp rồi muốn mưa nữa. Hy vọng ông trời cho anh em mình bắt xong tổ ong mưa nha các bạn. Mưa luôn rồi. Các bạn ơi. Trời mưa mất tiêu. Hung ghê anh luôn. Ông hung ghê á. Các bạn ơi, mình xin dừng video đấy nhé các bạn. Để thử mình lấy tổng đó. Mưa rồi. Đấy các bạn ơi, anh em mình đã bắt tổ ong xuống rồi. Trong quá trình mưa quá mình không có quay clip cho các bạn xem được. Hai anh em mình đi bắt xong tổ ong đến đây cũng vớ được bịch nấm mối nữa các bạn. Khá là tuyệt vời. Đây là bịch vật mà mình bắt để trong quá trình mà chạy mưa các bạn ơi. Mưa quá mình không có quay cho các bạn xem mình lấy mật được. Mong các bạn xem clip thông cảm cho mình nhé. Ở đây là bịch nấm mối các bạn ơi, chắc cũng được 1 ký á. Hai anh em mình đủ đổ cái xèo ăn rồi. Thành quả của anh em mình nay được nhiều đấy các bạn ơi. Rồi thôi, bây giờ cũng chiều rồi, anh em mình cũng xin tạm dừng video đây nhé các bạn. Các bạn xem nhớ đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ cho anh em mình nhá. Thôi mình xin chào tạm biệt các bạn nhá. Hẹn các bạn vào video bắt ong tiếp theo của mình nhá.